Hiện sản lượng cá tra Việt Nam chiếm hơn 52% tổng nguồn cung cá tra trên toàn cầu, có mặt tại khoảng 125 thị trường trên thế giới. Nếu như trong 20 năm qua, cá tra là loại thủy sản độc quyền của Việt Nam trong cả nuôi trồng lẫn chế biến xuất khẩu, thì khi một số nước liên tục đẩy mạnh đầu tư phát triển loại thủy sản này, rõ ràng áp lực cạnh tranh sẽ ngày càng lớn. Và để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên VTC16 đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi. Tái nhận lời tham dự chương trình ngày hôm nay. Kể từ năm 2015 trở lại đây thì Trung Quốc luôn là một trong ba thị trường lớn xuất khẩu cá tra của Việt Nam. Vậy trong năm 2017 thì đất nước này cũng đã vượt Mỹ để trở thành một quốc gia mà dẫn đầu về nhập khẩu cá tra Việt Nam. Tuy nhiên thì gần đây Trung Quốc cũng đã mở rộng các vùng nuôi cá tra. Thì theo ông, việc xuất khẩu cá tra của chúng ta sang thị trường này sẽ bị ảnh hưởng ra sao? Đối với một sân chơi toàn cầu thì cũng như nhiều một nhóm mặt hàng khác, cũng như là một cái nhãn tiền là mặt hàng cá hồi hơn 10 năm trước là đối với lại Na Uy là một cái nguồn cung là gần như là chi phối trên thế giới. Nhưng sau đó có sự tham gia của các nước khác, trong đó có Chile chẳng hạn. Thì thực ra đối với lại gọi là một cái nguồn cung về thực phẩm đặc biệt này thì cái việc có sự tham gia của một số quốc gia khác mà chúng ta đã tiên liệu được, chúng ta nhìn thấy được thì nó cũng giúp cho chúng ta có những cái chuẩn bị để tạo thêm cái thuận lợi, tạo thêm cái cơ hội cho mặt hàng chiến lược của mình. Thì quả thực là thách thức chắc chắn là có. Nhưng mà chúng ta nhìn nhận nó ở theo hướng nào? Thì đối với lại cộng đồng các doanh nghiệp của chúng tôi mà qua một số cái hội thảo, chúng tôi cũng thấy rằng các doanh nghiệp cũng đã có cái sự chuẩn bị, cũng có những cái khảo sát đánh giá dựa trên cái sản xuất và cái đầu tư của các cái nước cạnh tranh. Thì có thể nói rằng trong cái bối cảnh hiện tại và khoảng 5 năm tới thì nó cũng chưa phải là một cái cạnh tranh quá lớn. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đã có một cái đầu tư rất lớn cho ngành hàng. Chúng ta đang có một cái lợi thế ở thời điểm hiện tại là đã tham gia được vào những cái thị trường tiềm năng thông qua những cái hiệp định thương mại mà chúng ta có lợi thế. Cái thứ hai đó là vấn đề về chất lượng và giá thành. Thì hiện nay chúng tôi cũng biết là cũng có một số các quốc gia xung quanh chúng ta đã có những phát triển cho cái mặt hàng này hoặc đầu tư cho mặt hàng này. Tuy nhiên rằng là hiện tại hoặc ít nhất trong vòng vài năm tới thì cái giá thành cũng như cái chất lượng của họ thì cũng chưa phải là một cái đối trọng quá lớn đối với lại mặt hàng cá tra của chúng ta. Nhưng không phải vì thế mà chủ quan. Tôi cũng được biết rằng là các cơ quan nhà nước cũng như đặc biệt là các doanh nghiệp cũng đã nhìn nhận vấn đề để có những cái kế hoạch cho mình. Về việc xuất khẩu cá tra thì hiện nay có một số các quốc gia trong khu vực và ở châu Á như là Trung Quốc này, Indonesia hay Ấn Độ thì cũng liên tục là gia tăng cái sản lượng cá tra. Vậy thì theo ông đâu là cái đối thủ cạnh tranh đáng lưu tâm nhất của Việt Nam? Nên là ở thời điểm hiện tại thì với mỗi quốc gia hiện nay chỉ đang chiếm khoảng 5 cho đến 10 15% là cùng tính về mặt sản lượng sản xuất. Thế nhưng mà ở cấp độ mà để mà đưa ra thế giới tính theo cái gọi là xuất khẩu thì hiện nay thì Việt Nam chúng ta vẫn đang là chi phối. Tuy nhiên là chúng tôi cũng nhìn nhận rằng một số quốc gia như là Indo, Thái Lan, Trung Quốc là những nước mà đã có những cái kế hoạch và cũng đang nuôi và cũng đang gia tăng cái sản lượng. Thì đó là những nước mà chúng ta cũng nên đáng quan tâm trong vấn đề mà xác định đó là cạnh tranh. Vâng, xin cảm ơn ông.